Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình tiếp tục gửi đến các bạn gián đấu của Nam Phương công tử Lại Ly Huynh với một kỳ thủ Trung Quốc Cao Trường Cung. Đây là trận đấu diễn ra ngày 17 tháng 8 2021. Mời các bạn xem gián cờ phế mã tấn công rất hay của Nam Phương công tử Lại Ly Huynh.
xe 5 tấn 1. Chơi đến đây thì Cao Trường Cung đã buông cờ chịu thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.